quay cục mụn hết, sẽ cho xem. Mụn vàng khè, vàng ươm. Thế em dùng cái serum nó cái mụn vàng. Lần thứ hai rồi. Riêng chưa khỏe, nhắn tin suy nghĩ tiếp. Về quê rồi. Mà chim mà có chị đâu khóc trời. Tự nhiên ta nói đừng có khóc đâu, ngày cũng khóc, nói mình giỡn thôi cũng khóc, không biết dừ nước mắt thì là. Ok, chắc là em bị hư tiếng lệ rồi. Tiếng lệ nó bị chạm rồi. Họ chạm, họ chạm cái chi chứ em chạm cha tiếng lệ rồi. Một khách bên kia chờ chị đó. Lấy ngồi bên đó đúng không? Ừ. À, đã mặc cho em đúng không? Sùng má ơi, sướng. Con sướng này. Hôm nay cũng sướng nè. Nghe nằm mụn mà nghe giống phê lắm này em nè. Toàn khè như một đá chuột chật trời lấm miếng luôn còn chơi mà móc mụn ra bỏ vô miệng nha, quay clip về trời ơi chắc ta hót nhất hành tinh luôn. Chắc tao quay ngày nên tao bị chạm dây rồi. Học lên thôi là có quà liền. Đúng vậy, thiệt luôn á. Thì có chứ. Cái này là nổi tiếng cả Việt Nam luôn đi nha. Quay cái ngồi luôn. Họ là Đi họ. với cáp là lo nghĩ em nghĩ. Đúng lắm nha. Thật tò mò vô xem. Mấy triệu nếu như rớt ta cũng có thể làm bất chấp bình thường. Ủa ăn mụn với đâu ăn cứt nào mà lo.
chị ghen vì tiền nó bất chấp, đúng không? Mình đâu làm chuyện ác đâu mà nổi tiếng được mà kinh. Không ai làm được, mình làm được mình mới nổi. Nó thầy cái chi đó phải cái gì mà người thường không làm được á. À, mình là người có cây nè, mình mới khác người, còn ai giúp ai thì làm răng nổi được, đúng không? Bụng mà đầu đen, đầu đen lấy mình lấy áp xong bỏ vô mỏ rồi tao nói mày cười mày quán rung nữa. Chấm quán rồi con này nữa, cũng tưởng tượng ra mấy gì chấm quán. Con nó không thì chị lo, chị lo nặng mụn xong á chị lo dầu lại, chị lo bỏ vô một cái hũ xong chị lo đại lại. Ý là một ngày chị lo cái nặng bao nhiêu mụn chị lo bỏ vô đồng hũ nó, xong tới tháng chị lo đâu ra cần ký, xong là ta kêu tới tháng mở ra thấy dòi không thấy mẹ luôn. Chị nữa máu nè. Chị nghĩ thôi đâu làm đâu, làm mới gọi là táo bạo. Không, ví dụ như nha, nếu cho làm đứa mà em biết trước sự việc là em sẽ rất là hot, rất là nổi và em sẽ đổ cuộc đời em làm không? Anh chỉ cười thôi, chị không biết trả lời đâu. Chị là sẽ làm đó. À, bữa nay
Không, lấy tiền bình thường. Vì sợ giọng thanh thoát hướng. Mấy phút rồi em? 10 phút rồi.